Xin chào tất cả anh chị, quý vị và các bạn cùng trở lại với Bốn Bánh Auto. Ngày hôm nay em sẽ tiếp tục làm video và giới thiệu tới anh chị, quý vị và các bạn một mẫu xe phân khúc hạng A. Một dòng xe mà bán chạy nhất trong phân khúc đó là một chiếc Hyundai i10 nhập khẩu 2016 và đăng ký lăn bánh lần đầu năm 2017, bản 1.2 số sàn. Thì đối với dòng i10 này thì nó cũng có bản đủ, bản thiếu và nó có hai bản, bản 1 chấm và bản 1.2. Thì bản 1.2 này thì giá nó sẽ nhỉnh hơn so với bản 1 chấm một chút. Đây là một chiếc xe rất là đẹp, chính chủ Thái Nguyên, không qua dịch vụ taxi, chạy 5 vạn chuẩn, dàn lốp vẫn còn theo xe và lốp dự phòng chưa hạ. Đó. Thì đối với bản 1.2 này thì nội thất của nó sẽ là nội thất da pha nỉ và nội thất hai màu đen đỏ. Đó. Và đặc biệt dòng Hyundai i10 này thì màu bán chạy nhất đó là màu đỏ này. Đó, màu xe đẹp nhất. Đây, toàn bộ tổng thành xe này. Đầy đủ về màn hình cam lùi, sơn xi gầm bệ máy móc gần như là nguyên. Đó. Sơn xi thì có tỉa tót một chút ở phía trước thôi. Đây, cảm biến lùi này. Đó, camera lùi này. Toàn bộ phần cốp. Đây, toàn bộ cốp này. Đó. Thì đối với dòng Hyundai i10 này thì nó cốp nó sẽ rộng hơn morning một chút, đâu đó khoảng 10 phân. Đó đây. Toàn bộ phần cốp này, phần lốp dự phòng. Lốp dự phòng chưa hạ luôn nhá. Lốp dự phòng nguyên, chưa hạ đây. Có lốp chưa hạ này. Đó. Toàn bộ phần tôn gầm này. Và sách hướng dẫn tất cả mọi thứ kích tiếp đều nguyên. Toàn bộ phần nỉ này. Đó, anh chị quý vị và các bạn có thể thấy. Và toàn bộ phần răng. Đây, toàn bộ phần răng này. Đây. Dàn đinh bấm và tất cả những con ốc này nguyên. Đây, toàn bộ nguyên bản. Đó. Bản 1.2. Grand i10. Ở đây, táp ly này. Táp ly của nó cũng là táp ly đen đỏ luôn, phần da này. Gương kính chỉnh điện. Đây, toàn bộ nội thất này. Đó. Trần nỉ nguyên. Đây, toàn bộ trần này. Trần nỉ nguyên. Đó. Gương kính chỉnh điện. Đây, toàn bộ gương kính chỉnh điện này. Đó. Đây, cảm biến lùi này. Đó, toàn bộ mặt vô lăng tích hợp. Đây, số sàn, nhưng tuy nhiên thì anh chị quý vị và các bạn có thể thấy toàn bộ cái phần diềm này chưa hề bị bài mờ một chút nào cả. Chạy 5 vạn chuẩn và cả dàn lốp còn nguyên theo xe. Đây, màn hình theo xe này, bản đủ 1.2 này. Đó, điều hòa này và hệ thống củ số đây. Rất là mới luôn. Thì anh chị quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu tìm dòng i10 thì sử dụng lựa chọn chiếc xe này khá là hợp lý, bóng khí trên vô lăng này và bóng khí bên phụ. Đây. Đó. Đây, toàn bộ táp ly này. Và cột kèo này, cột rất là mới luôn. Tất cả cột này đều rất mới. Đây, anh chị quý vị và các bạn có thể thấy. Đây, toàn bộ cột này. Đó. Rất mới luôn. Không hề có một vết bẩn nào cả. Đây. Đó, đây. Trần nỉ này. Trần rất mới. Đó. Đây, cột này. Toàn bộ cột này. Đó. Mới nguyên luôn. Gương kính chỉnh điện. Đây, gương cụp điện. Khóa cửa này. Tất cả mọi thứ nguyên zin, dàn lốp theo xe. Đây, toàn bộ hệ thống la răng này. Đó, lốp này. Và toàn bộ hệ thống khoang máy. Thì chiếc xe này nó là 4 máy, máy 1.2. Thì đối với dòng xe này thì về độ tiêu hao nhiên liệu nó chạy cũng rất là ít. Nó chỉ đâu đó khoảng 5 cho đến 6 lít 100 cây. Toàn bộ răng này, hệ thống ABS. Đây, toàn bộ máy nguyên bản hết. Đây, toàn bộ răng ốc. Tất cả những con ốc và keo chỉ lắp cabo nguyên. Đây, keo chỉ nguyên. Đó, tất cả cái mép này. Đó, toàn bộ nguyên hết. Thì đây là video em đã quay và giới thiệu tới anh chị quý vị và các bạn một chiếc Hyundai i10 đời 2016 và đăng ký lần đầu năm 2017,
bản nhập 1.2 và hiện tại đang có giá là 285 triệu là bao gồm cả phí rút hồ sơ. Nếu ai có nhu cầu về dòng xe này hoặc là muốn tư vấn thêm điều gì về các dòng xe khác, hãy liên hệ trực tiếp tới số điện thoại em để phía dưới màn hình hoặc đến salon Mạnh Ô Tô, km số 6, Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên. Sau đây em xin phép được kết thúc video. Chúc anh chị, quý vị và các bạn một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.